Ồ, cục cưng của ta đâu rồi? Ta cho cục cưng ăn, ăn. Trời ơi, trời ơi, ai giết cá tôi rồi? Bà đánh đâu? Trời đất ơi. Chào mẹ. Mở. Dạ. Đại biểu coi. Sao, sao vậy mẹ? Qua mẹ kêu con làm gì? Mẹ kêu phơi đồ đó. Tại sao không làm? Con làm rồi mà. Con một cãi hả? Con mở lên. Con mở lên con coi. Con làm rồi vậy cái gì ở trong đó? Hả? Sao con? Sao con hả? Con làm bộ với mẹ nè hả? Nè. Mẹ nói cho con biết chứ chưa? Hôm nay là phải làm cho mẹ. Hôm nay mẹ cấm túc con không được đi ra khỏi nhà, biết chưa? Lẻo lự. Rõ ràng là mình phơi cho mẹ rồi mà. Cơm nguội và một ít muối tôm còn gì bằng nữa. Thiếu cái gì ta? Dưa leo. Hôm nay muối tôm có mùi lạ lạ ta. Hay dưa leo có mùi lạ. Còn đã nói dặn là ngủ phải để nước kế bên, giờ mất công đi uống nước mệt ghê. Lẽ giờ kêu vậy. Cục cưng của ta đâu rồi? Ta cho cục cưng ăn, ăn. Trời ơi, trời ơi, ai giết cá tôi rồi? Bà đám đâu? Bà đám đâu? Cái gì vậy trời? Cá nhà đâu? Cái gì mà la lối ông xùm vậy? Trời ơi, ai? Ai làm cái cá tôi chết? Bà? Ai biết? Như bà mua thuốc ăn, bà mua cái gì vậy? Thì ông biết tôi mua thuốc ăn thì tôi mua rồi đó. Rồi sao nó ăn, cho ăn xong nó chết? Đó ai mà biết được. Mà thức ăn là cái gì? Cái này thức ăn hả? Đi nè. Phải không? Hay là mua đồ giả? Trời ơi, thì tôi lại ông biểu tôi lại cái chỗ ba bán thức ăn cho cá tôi mua nè. Mẹ mẹ đưa con coi. Trời ơi là trời. Ủa khoan đã. Gì vậy? Mày làm gì vậy? Cái này thức ăn cho cá. Cái này muối tôm.
Hôm nay muối tôm có mùi lạ lạ ta. Hay dưa leo có mùi lạ. Ủa vậy con ăn là sao? Hôm qua con nhớ là con ăn cơm với muối tôm mà sao nó nghe mùi thức ăn cho cá. Trời đất ơi, mày ham ăn đến nỗi mày lấy đồ ăn của cá mày ăn, nó mới không có thức ăn nó chết à. Ba nói kỳ vậy ba. Con nếu mà con ăn thì con ăn phải phân biệt chứ, cái này ai làm cái gì con nè. Tại sao tự nhiên con lại thích ăn thức ăn cho cá là sao? Đó, mày giết nó đó. Con giết cái gì ba, con ăn nó luôn chứ con giết làm chi. Ba nghĩ có đúng không? Nếu mà thà ba nói con là con ăn luôn con cá của ba rồi con chịu. Con này con giết nó là con sao giết được? Trời ơi, vậy là ai giết cá tôi?